email. Dạ. Ở nhà ngoan. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đài Nguyên TV. Theo như trong vlog số 50 là vlog gần đây nhất của Nguyên á, Nguyên có chia sẻ với các bạn là anh Chí sẽ chuyển công tác về Georgia và tụi Nguyên cũng đã qua bên đó tìm nhà rồi nhưng mà vẫn chưa tìm được. Thì đến hôm nay là cái hạn anh Chí phải báo cáo ở đơn vị mới nên giờ là có nhà hay không thì anh Chí cũng phải chuyển đi trong hôm nay. Đó là thông tin mới nhất mà vợ chồng Nguyên muốn chia sẻ đến với tất cả các bạn. Thì có một điều rất là buồn là hai vợ chồng Nguyên là sắp phải xa nhau thêm một thời gian nữa. Tại vì anh Chí sẽ chuyển đi một mình thôi. Còn Nguyên thì sẽ ở lại đây tầm 3 cho đến 4 tháng nữa. Để chờ anh Chí ổn định rồi thì Nguyên mới qua. Tụi Nguyên cũng có liên hệ với một vài người bạn ở Georgia. Thì các bạn sẽ giúp anh Chí chỗ ăn, chỗ ở trong thời gian anh Chí đăng ký nhà và tìm nhà. Rồi sau đó sẽ dọn ra. Đó là cái kế hoạch của tụi Nguyên. Nguyên rất là buồn. Nếu như mà bạn nào mà cũng đang là lính như tụi Nguyên thì chắc là sẽ rất là hiểu vấn đề này. Bởi vì là không phải lúc nào vợ chồng cũng sẽ chuyển đi cùng nhau được các bạn. Mà mình phải cần chờ cái thời gian phù hợp á, thì mới được. Nên đó là một trong những cái vấn đề mà những bạn đang đi active duty như tụi Nguyên chắc chắn sẽ phải trải qua. Thì hiện tại thì anh chị đang dọn đồ ở bên ngoài á. Thì các bạn hãy cùng theo chân Nguyên ra bên ngoài xem thử là ảnh dọn đồ như thế nào và có gì cần chia sẻ với tụi mình không nha. Ok. Đây là anh Trí đang ở ngoài xe để sắp xếp đồ đạc. Thì đồ cũng rất là nhiều nên mình thấy ảnh loay hoay dọn từ hồi sáng đến giờ luôn. Nhìn sơ qua đồ đạc này thì chủ yếu là đồ lính thôi các bạn. Thì có hai cái double bag lớn nè, rồi cái ba lô, rồi cái rug. Nói chung là toàn bộ đây là đồ lính thôi. Anh phải bỏ cái băng ghế ở sau xuống luôn mới đủ chỗ. Còn phía sau này thì ảnh đang dọn gọn vô, bỏ mấy cái đồ linh tinh vào trong cái ngăn đó đó, rồi chừa chỗ lại, tại vì còn quần áo rồi mền gối nữa, còn rất là nhiều thứ nữa phải đem. Bây giờ tụi mình lại đi vô nhà để coi còn đồ đạc gì để ảnh đem đi nữa không nha. Quay sờ cho các bạn coi cái căn nhà bé xinh của tụi mình. Còn đây là đi vô trong chỗ cái phòng tập gym của anh. Cũng rất là nhiều đồ và đa số là đồ của anh Trí thôi chứ đồ của mình cũng không có bao nhiêu hết á. Anh đang dọn đồ đó. Anh bưng nó đi luôn hả? Ừ. Có gì trong đó anh bưng đi vậy? Đồ thể dục rồi đồ áo lót này nọ. Bỏ nó gọn luôn. Dạ. Ở trên xe lấy cho nó tiện. Ờ. Vậy anh cần em sắp xếp lại gì không? Không, được không, qua bữa anh sắp xếp. Đây như là chuyển nhà đi luôn vậy các bạn ơi. Chuyển xe mình như cái nhà bây giờ vậy đó, tại vì mình chưa có chỗ ở. Để này nè, cần gì mình cái... Anh quay cái mặt đó vô trong để cho xe chạy thì nó không có bị thụt ra ngoài á. Quay cái mặt tủ á. Không, quay vô trong, quay vô trong. Còn lót đồ trước nữa. Còn nhiều đồ lắm. Đó, như tập thể dục á, cần gì kéo ra thôi. Dạ. Đó, thì anh tính là như vậy. Nó sẽ có đồ thể thao với đồ đồng phục nữa xong. Còn ít lên. Hồi sáng đến giờ là đi ra đi vô vậy là hơn 80 lần rồi các bạn. Hoài luôn, tại Nguyên thấy nhiều đồ lắm mà anh cứ kêu là ít. Bỏ vô giỏ đó đủ không anh? Đây là cái giỏ mà anh Chí đựng tất cả những đồ liên quan đến tập gym của anh á. Nhiều giày quá. Dây tập hả? Những cái này. Lính là vậy đó các bạn ơi, làm gì thì làm chứ tập luyện là cái điều mà cần phải làm mỗi ngày luôn á, làm như một thói quen luôn á các bạn. Bây giờ thì anh sẽ vào soạn thêm một ít đồ để mang đi nữa. Uniform. Khăn
Đem mấy cái áo than đi anh. Có rồi, có trong cái gì á, quần tập. Có rồi. Trong cái tủ đồ ngoài. Gom hết ra đây đi. Đó, còn đây là mền gối rồi bao gối này nọ nữa, mình đã chuẩn bị sẵn cho anh hết rồi đó. Có cần hút chân không lại không? Đó, gọn rồi đó. Cười bắt cười vậy. Nè, còn đóng đồ nữa nè, anh xếp đi. Sao đem có cuộn giấy vậy? 4 ngày thôi mà. Ngày ngày xài một tờ thôi. Ngày xài một tờ. Vậy phải một tháng. Tuần sau về lấy thêm đồ. Còn mấy cuốn sách của anh nữa nè anh. Ờ, em để nó giùm anh đi, xin anh lấy sau. Anh gọi cho ba ly. Ok anh. Sao vậy anh? Ờ, cái này là cái collar patch này là chỉ mang lúc mà có những cái ceremony. Rồi thứ sáu cuối tuần cái ngày cuối cùng trong tuần á, làm việc cuối tuần á, là sẽ được mang cái collar patch. Bây giờ gỡ ra hả? Để, giờ mình hết ở đây. Hơi buồn nhưng mà gắn tạm đây thôi. Ủa, cũng là Airborne luôn. Là mình gắn tạm thôi, tại mình chưa có cái unit mới. Mình đến cái chỗ mới á, mình sẽ mua cái unit patch mình gắn vô. Hoặc là supply nó sẽ cho. Chắc supply nó cho. Unit mới của mình là hình Castle Diamond. Castle là gì anh? Lâu đài. À. Castle. Đó là biểu tượng của Engineer Regiment. Đây có đôi giày. Còn mới te luôn. Giờ tặng á, giờ tặng đợt trước chưa mang á, để không cũng được nửa năm nữa. Ồ vậy hả. Còn đôi bên này thì mòn đế luôn. Quá cũ rồi. Đế nó mòn. Mình đi mấy cái unit training nhiều á, đồ hao lắm. Uniform rách rưới không, xù lông hết trơn. Mặc nhiều á. Training nhiều, vô rừng nè, giặt nhiều. Bành hết. Ồ, cái tính là cái bộ đồ này cũng theo mình cả năm rồi chứ. Mình mua lúc mình đi JTC tháng 1, tháng 2, cả năm. Có gì bữa sau mua đồ, thêm đồ mới. Mỗi năm lính đều cho tiền mua đồ. Ừ. Không biết nay nó có vô, nay thấy lương tăng hơn chắc cho nữa. Ê, ủa, là lương nó là trong đó là tính cả tiền cho mua đồ luôn rồi hả anh? Tức là cứ một mỗi năm sẽ cho, thì cái kỳ lương đầu tiên của cái năm mới á, sẽ bỏ automatic bỏ vô cái paycheck của mình luôn. Ừ. Thì hình như sáng nay thấy check lương thì nó nhiều hơn, chắc nó cho bỏ vô rồi mà chưa biết bao nhiêu, để xíu lên mạng coi thôi. Dạ. Ừ, đó, xếp hết cô. Hành trang mang đi của ảnh là ngoài những cái đồ lính mà bắt buộc phải mang đi á, thì cái vali này đựng hết tất cả những đồ cá nhân và đồ cần thiết nữa. Cũng rất là gọn, tại vì nhiều quá thì xe cũng không có thể nào có đủ chỗ để hết các bạn. Rồi xong rồi đó, hết rồi đó. Đi đâu cũng sẽ thiếu bạn thân nhất. Xe chật rồi cũng phải đem cây đàn theo cho bằng được. Bạn thân mà. Nặng không anh? Còn chỗ không? Còn một cái vali gì của anh nữa.
quá gọn. Đây là cái xe đồ của anh Chí mang theo. À, trên kia là đồ đạc liên quan tới đi làm. Còn đây là những cái đồ cá nhân, một cái vali. Rồi. Dọn nãy giờ mà vẫn còn sót lại hơi hai thứ này nè các bạn, một cái thảm tập với lại một cái ba lô nữa, mà đằng sau không còn chỗ nữa nên ảnh phải để lên đằng trước luôn. Thì cũng may là không có chở ai hết nên là để lên cái ghế ngồi trước luôn cho nó nhanh. Rồi. Mình thì đang chuẩn bị đồ cho ảnh mang đi, thì có một ít cà phê mình đã pha sẵn hồi tối nè, rồi một cái lon mấy cái loại trái cây để ảnh đi ăn, rồi nước dừa. Thì ngoài ra ở trong cái túi này đó, trong cái túi này thì mình có để cho ảnh một ít loại bánh ngọt nè, ở dưới có xôi mặn, bánh bao với lại bánh giò đó, thì ảnh mang đi. Ở đây bây giờ anh Chí đã chuẩn bị đồ xong hết rồi các bạn. Bây giờ anh Chí sẽ đi qua bên chỗ trà. Thì nói chung đi thì anh cuối tuần, một hai tuần thì anh cũng sẽ về một lần, nhưng mà buồn thì vẫn cứ buồn. Sao đời lính mà. Anh đi nha. Anh đi nha. Chị Miêu, dạ. Ở nhà ngoan. Ừ. Đi cẩn thận nha. Anh đi nha, vô nhà đi. Anh đi nha. Anh đi đây, bye em. Ừ. Đó thì lấy chồng lính là vậy đó các bạn ơi. Thì chồng lính sẽ đi, không biết lúc nào mà là sẽ đi công tác hay này kia vậy á, và đi một thời gian dài. Nếu như có những nơi mà có thể dẫn vợ đi được thì dẫn đi. Nhưng mà lần này thì anh phải qua trước bên đó để coi tình hình bên đó làm sao, rồi có ổn định không thì mình mới qua, nên mình phải ở lại đây. Thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn cái cuộc sống của mình khi mà một mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Thì xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.